Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Sơn Tây Bắc. Trong video ngày hôm nay thì Sơn sẽ đưa mọi người cùng đi trải nghiệm khám phá một cái lễ hội té nước lớn nhất Việt Nam các bạn ạ. Lễ hội này thì được người ta gọi đó là lễ hội Then Kin Pang. Đây là một cái lễ hội té nước của đồng bào dân tộc Thái ở Lai Châu. Cụ thể thì đây là thuộc xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu các bạn ạ. Hiện tại bây giờ thì Sơn đang có mặt ở khu vực lễ hội đây rồi. Đây cho mọi người quan sát xung quanh một chút. Ở đây thì cũng có khá là đông các bạn thanh niên nam nữ và các bạn trẻ đang tập trung ở khu vực lễ hội này và chuẩn bị cho buổi khai mạc cái cuộc thi té nước. Ngày hôm qua thì cũng tại đây thì bên văn hóa ban tổ chức thì cũng có tổ chức cái chương trình gọi là bắt cá. Cuộc thi bắt cá ở dưới dòng suối này thì được tổ chức vào buổi chiều ngày hôm qua. Thì Sơn cũng có ghi hình lại rồi. Và ngày hôm nay thì Sơn cũng đã có mặt trở lại đây để ghi hình về những cái cảnh mà mọi người đi tham gia lễ hội đây. Các bạn có thể quan sát thấy rằng là rất là nhiều các bạn trẻ đang tập trung ở đây. Đây đó, ôi cháu ơi, các em đã té nhau ướt hết thế này rồi á? Đây là các em ở có nhà có ở gần đây không? Ấy em ơi, bình tĩnh đã, từ anh ghi hình một chút. Thế là đi chơi sớm thế này á? Đi chơi vào ngày hội này thì vui nhỉ? Rồi chúc các em đi chơi vui vẻ nhá. Đấy, như mọi người quan sát thấy không? Các bạn trẻ ở đây đi chơi, đi tham gia cái lễ hội té nước này rất là vui. Mỗi người có một cái chậu hay là một cái xô để té nước, té cho nhau. Cái này thì chúng ta cũng có thể hiểu qua lôm lôm là nó mang lại một cái ý nghĩa cho một cái phong tục tập quán gì đó của người dân tộc Thái từ xa xưa đã truyền lại các bạn ạ. Ở đây thì chính là cái khu vực chính để sau lát nữa đến giờ thì để cho mọi người sẽ tổ chức là thi té nước ở đây. Đấy, sau khi cuộc thi té nước xong ấy, thì tất cả người dân bị té rồi các bạn ạ. Đã đến cái lễ hội này thì kiểu gì cũng sẽ bị ướt. Cứ bình tĩnh nào. Chưa chỉ thì đã bị ướt hết rồi. May quá mình chưa té vào máy quay của mình ấy. Hồi năm ngoái thì Sơn đi tham gia cái lễ hội này và ghi hình ở đây thì ướt hết hai cái máy quay các bạn ạ. Về cuối cùng hỏng hết hai cái máy quay. Thật sự bình tĩnh. Ok thôi. Ướt hết. Nói chung là đi quay ở đây thì cứ phải tránh ra mấy cái bạn thanh niên ra. Rồi là loanh quanh cứ cho ướt hết các bạn ạ. Ôi. Toàn các đấy. Bây giờ thì Sơn sẽ di chuyển sang phía bên trên kia nữa các bạn nhé. Bởi vì như các bạn quan sát thấy phía bên trên kia thì các bạn thanh niên nam nữ cũng đang tập trung ở khu cái cầu trên kia kìa. Đấy, rất là đông vui. Bây giờ Sơn sẽ di chuyển đến đấy nhá.
Đến với khu vực sát cây cầu thì cũng thấy là khá là đông mọi người, nhưng vẫn là chủ yếu là các bạn thanh niên thôi. Đấy, như mọi người thấy không, đây vẫn chủ yếu là các bạn thanh niên đang tập trung ở đây. Mặc dù thời tiết ở đây thì khá là nắng rồi, nhưng khi mà mọi người cầm những chậu nước, những xô nước mà hất té vào nhau thì sẽ có một cái cảm giác rất là mát mẻ, rất là sung sướng. À, bây giờ thì Sơn sẽ di chuyển lên phía bên trên cây cầu này và quay xuống. Bây giờ thì Sơn cũng đã di chuyển lên được trên cây cầu rồi các bạn ạ. Ở trên này thì khi mà chúng ta đứng ở trên này để ngắm xuống dưới dòng suối thì cũng thấy là khá là nhộn nhịp. Mặc dù bây giờ lễ hội cũng chưa chính thức được bắt đầu, nhưng các bạn thanh niên nam nữ thì cũng đã tập trung ở đây rất là đông. Đấy, đứng tập trung ở đây rất là đông rồi, và bên dưới kia thì cũng đang té nhau rất là nhiệt tình luôn kìa. Đấy, mọi người thấy chưa? Làm không xuống dưới té cho nó mát anh ơi. Đấy, ôi chào ơi, nhìn cả các bạn người con gái giao tuyển nữa. Vui chưa? Thực sự để mà được xuống dưới này để hòa mình vào trong một cái không khí này nó thật là tuyệt vời. Sơn có cảm giác là nó thật là sướng, rất sung sướng lắm. Ở bên kia thì mọi người cũng rất là đông, rất đông, rất đông, rất vui các bạn ạ. Lát nữa sau khi lễ hội diễn ra chính thức thì ở vị trí này, hiện tại là ở cái khu vực này á, thì nó sẽ đông hơn nữa rất là nhiều. Đấy, bây giờ hiện tại bên dưới thì mấy các bạn thanh niên thì cũng gọi là đang nô đùa té nước với nhau thôi. Nhưng mà lễ hội chính thức thì cũng chưa diễn ra. Ôi ôi, đây có mấy bạn gái, đấy là không té nữa. À thế rồi, ok, chào các cháu nhá. Đấy, các bạn đi té nước một thôi một hồi chán rồi thì bây giờ lại lên trên, sau đó lát nữa thì chắc là lại xuống để té rồi các bạn ạ. Ôi, đứng trên cây cầu này rùng rình thì cũng thấy chóng mặt ghê á. Sẽ diễn ra ngày lễ hội chính là diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm các bạn nhá. Và nó chung với cả ngày lễ hội giỗ tổ Hùng Vương ấy các bạn. Nhưng năm nay Sơn về đây thì cũng là lần thứ hai rồi. Lần trước thì về lần đầu tiên cũng hơi bỡ ngỡ, không biết gì, và cũng có nhiều những cái cảm giác nó sung sướng. Và năm nay thì mình chủ động hơn để mình cầm một cái máy quay nó di động hơn các bạn ạ. Đấy, để về đây tham gia cái lễ hội té nước này. Ở trên bên đây các bạn nhìn thấy chưa? Bên đây thì khá là đông mọi người. Một cái khung cảnh mà Sơn cảm thấy nó rất là nhộn nhịp, rất là đông vui. Rồi các bạn thanh niên này đông cực kỳ luôn, rất là sung sướng. Ok, xin chào các bạn nhé. Ok, định di chuyển ra phía gốc cây xoài nhưng mà thôi, bây giờ Sơn sẽ di chuyển ra khu vực bờ suối bên này. Khu vực bờ suối bên này thì Sơn nghĩ là nó sẽ thích hợp hơn, bởi vì bên này Sơn thấy đông người hơn này, Sơn thấy đông người hơn, cho nên là Sơn sẽ di chuyển sang bên này để ghi hình cho nó được đẹp hơn các bạn nhé. Sơn định di chuyển sang phía bờ bên kia nhưng mà thấy các bạn cầm xô cầm chậu té nhiều cái nước ở trên ruộng này, nước nó hơi đục và Sơn sợ nó cũng ảnh hưởng đến máy quay rồi không ghi được hình nữa, thì Sơn lại quay trở lại cây cầu và ghi từ trên này ghi xuống các bạn ạ. Sơn vừa đi một vòng dọc từ ở bên dưới kia lên và cũng đi trên cây cầu rồi. Bây giờ thì di chuyển lên trên phía trên này đứng để quay xuống bên dưới cho mọi người xem thôi. Bởi vì đứng bên dưới kia thì các bạn thanh niên rất là nhiệt tình hất nước, nhiệt tình té nước quá, cho nên là thôi Sơn cũng hơi ngại vì sợ vào máy quay. Bây giờ thì Sơn cũng đã di chuyển ra đến khu vực tổ chức lễ hội té nước và tổ chức cái cuộc thi té nước. Ở đây thì mọi người trong xã cũng như là trong huyện thì cũng đã tập trung ở đây rất là đông để chuẩn bị cho cái cuộc thi té nước này rồi. Gặp cả anh Hải ấy. Hải Sao TV đã tập trung ở đây rất là đông để chuẩn bị cho cuộc thi té nước. Hello anh Hải. Hôm nay anh thế nào? Lâu quá rồi. Anh khỏe chưa ạ? Dạ vâng. Anh quay nhiều chưa? Anh vừa mới đến mà ướt hết rồi. Em thế, em ướt hết đi chứ kia khô rồi. Rồi anh quay đi, em cũng đi quay một chút ạ. Dạ vâng ạ. Bây giờ thì Sơn cũng đã nghe thấy tiếng gọi của bên ban tổ chức gọi mọi người đang chuẩn bị vào cuộc thi té nước ấy. Thì bây giờ lát nữa
Chào anh em nhá. Huỳnh đẹp trai đấy. Lát nữa thì sẽ ban tổ chức sẽ có tiếng còi bắt đầu cho những đội thi, thì Sơn sẽ ghi hình thêm với các bạn nhé. Đây là cái phong tục gội đầu của người dân tộc Thái đấy. Sau khi gội đầu xong thì các cô gái, các chàng trai sẽ té nước. Đang các cô gái người Thái đang ở sau khi gội đầu xong ấy thì sẽ cầm những cái chậu đó và sẽ té các anh chàng ở trên bờ cũng như là các du khách. Tham gia cái lễ hội này thì khá là vui nhộn và điều đặc biệt là ai cũng phải ướt át. Và chắc có lẽ thì bây giờ thì Sơn cũng xin phép được kết thúc cái video này tại đây các bạn nhé. Sơn hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Và bây giờ thì chắc là Sơn xin phép được kết thúc đây. Xin chào, hẹn gặp lại.